Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Phát hiện hai trẻ sơ sinh trước ngõ nhà dân. Không để các lò độ chế xe khởi nguồn cho nhiều loại tội phạm. Bảo vệ tốt rừng, tạo sinh kế cho người dân. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hỏa hoạn tại một công ty dệt nhuộm vải. Trước đó, hơn 0 giờ ngày 25 tháng 12, lửa bất ngờ bùng bên trong công ty dệt nhuộm vải có vốn đầu tư nước ngoài nằm trên đường Nguyễn Du, phường An Phú, thành phố Thuận An, kèm theo nhiều tiếng nổ. Khu vực cháy là bồn chứa dầu, lò hơi dùng để nhuộm vải. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã điều 10 xe nước, hơn 60 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và ngăn chặn cháy lan qua các xưởng chứa hàng hóa trong công ty. Gần 1 giờ sau, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khu vực lò hơi của công ty hư hỏng toàn bộ, hệ thống điện cũng bị ảnh hưởng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mới đây, tàu SAR-247 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã kịp thời đưa hai bệnh nhân trên đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam về Đà Nẵng cấp cứu kịp thời. Trước đó, nhận được thông tin khẩn cấp có hai bệnh nhân bị đau bụng dữ dội, xuất huyết đường tiêu hóa, có nguy cơ tử vong từ bệnh xá Quân Dân Y Tân Hiệp trên đảo Cù Lao Chàm. Do xã đảo này bị cô lập do thời tiết khắc nghiệt với gió cấp 7, giật cấp 8, sóng cao từ 3 đến 4 mét, không có phương tiện có đủ khả năng tiếp cận đảo. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR-274 khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Cùng đi có ekip bác sĩ chuyên khoa của Trung tâm Cấp cứu 115, thành phố Đà Nẵng. Sau khi tiếp cận Cù Lao Chàm, các lực lượng cứu nạn đã đưa hai bệnh nhân từ bệnh xá lên tàu SAR-274 để cấp cứu tại chỗ. Sau khi đã vượt qua cơn nguy kịch, hai bệnh nhân đã được đưa về Đà Nẵng điều trị. Chiều tối qua, một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, giữa hai xe máy khiến hai người bị thương nặng. Vào thời điểm trên, chiếc xe chở nước đá biển số 93F8-0216 do nam thanh niên khoảng 30 tuổi ngụ thành phố Đồng Xoài điều khiển lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Đắk Nông. Đến khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, bất ngờ tông vào đuôi xe máy biển số 17FB-0207 do người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển lưu thông cùng chiều đang chuyển hướng rẽ trái sang đường. Cú tông mạnh khiến hai phương tiện và người điều khiển bị văng lên phía trước. Cả hai bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó, hai phương tiện hư hỏng nặng. Cũng tại Bình Phước, hôm qua Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Phước Long đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ một thi thể nam giới phát hiện bên lề đường vào sáng cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, một người đàn ông nhặt ve chai đi ngang trên đường DT741, đoạn qua khu phố 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, thì phát hiện một thi thể nam giới tử vong bên lề đường, có nhiều thương tích. Nạn nhân tử vong được xác định tên Điểu Khôi, khoảng 20 tuổi, ngụ xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập. Thời điểm tử vong có thể vào tối ngày 24 hoặc sáng ngày 25 tháng 12. Ngày 25 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng Đỗ Quang Bộ, 30 tuổi và Trần Hiền Lương, 27 tuổi, cùng trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Đắc Hà, về tội trộm cắp tài sản. Khoảng 1 giờ đêm ngày 19 tháng 12 năm 2023, lợi dụng cửa hàng FPT Shop ở thị trấn Đắc Hà không có người trông coi, Đỗ Quang Bộ và Trần Hiền Lương đã dùng kìm chết để bẻ cong thanh sắt bảo vệ rồi dùng một sợi dây dù để đu vào bên trong cửa hàng. Bộ đến các tủ trưng bày và lấy 4 điện thoại nhãn hiệu iPhone 15, 4 điện thoại Samsung và mở két sắt lấy một số tiền mặt. Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng. Tại Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Quốc Hằng có trụ sở chính tại khu phố 1, phường Trảng Dài với số tiền 30 triệu đồng
vi phạm quy định trên lĩnh vực vận tải hàng hóa. Trước đó, Công an thành phố Biên Hòa đã kiểm tra và phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Quốc Hằng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, giao phương tiện ô tô cho người đại diện điều khiển phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng được ghi trong giấy phép vượt quá quy định từ 50 đến 100%. Ngoài bị phạt tiền 30 triệu đồng, công ty này còn bị xử phạt bổ sung bằng hình thức tước phù hiệu 2 tháng, đồng thời buộc hạ tải theo quy định. Giao Công an thành phố Biên Hòa tống đạt các quyết định đôn đốc công ty thực hiện các nội dung xử phạt trong thời gian 10 ngày, nếu không được thực hiện sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Hoàng Minh, 44 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa bắt quả tang Minh đang tàng trữ 47 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy nhằm mục đích bán cho người nghiện trên đường Nguyễn Văn Trị, khu phố 1, phường Thanh Bình. Vụ việc sau đó, Công an phường Thanh Bình lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cùng tang vật để Công an thành phố Biên Hòa điều tra theo thẩm quyền. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Cây Gáo, huyện Trảng Bơm, tỉnh Đồng Nai, cho biết trên địa bàn xã vừa phát hiện hai bé sơ sinh bị bỏ rơi đã được người dân phát hiện. Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2023, chị Lương Vĩnh Dính ở ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo đi tập thể dục thì phát hiện có một thùng cát tông ở cổng nhà mình nên tiến lại kiểm tra thì phát hiện bên trong có hai trẻ sơ sinh nằm trong thùng. Bên cạnh đó là giỏ đựng đồ cùng một bức thư viết tay có nội dung nhờ chủ nhà nuôi giúp hai con vì là mẹ đơn thân, hoàn cảnh khó khăn. Sau đó chị Dính đã gọi người thân ra và báo với chính quyền địa phương biết. Hôm qua khoảng 6 giờ mấy, khoảng 7 giờ thì em có đi tập thể dục. Từ ngoài đấy đi ra thì vô em coi là cái gì. Sau em mở ra thì thấy có hai bé ở trong đấy. Có lại một giỏ quần áo của bé. Và hai bé thì nằm ở trong, để trong một cái thùng cà tông. Xong rồi em mới gọi điện cho ba em nói là ai mang hai bé ở đây nè. Xong rồi nói ba em gọi lên con xã xuống xem như thế nào. Tại nếu mà như vậy thì em muốn nhận hai bé nuôi luôn ạ. Tại em thấy hai bé cũng có duyên với em nên chắc em muốn nhận nuôi hai bé. Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể xã Cây Gáo đã xuống ghi nhận sự việc có hai trẻ sơ sinh, xác định là một bé trai và một bé gái, hiện đã rụng rốn. Cán bộ y tế xã khám thấy hai bé tỉnh, tim phổi bình thường, tay chân không bị dị tật, tình trạng sức khỏe bình thường, chưa phát hiện gì bất thường. Tạm thời, ban xã đã giao tạm cho cái gia đình này chăm sóc các bé. Thì ngày hôm nay, Ủy ban xã đã làm cái thông báo để thông báo rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh cũng như là các trang thông tin điện tử để thông báo cái việc tìm cha mẹ của hai bé bị bỏ rơi. Và theo quy định là trong vòng 7 ngày thì sau khi mà thông báo, nếu mà không có trường hợp cha mẹ hai cháu là đến nhận lại con thì Ủy ban sẽ làm cái quy trình về cái quy định theo pháp luật về cái việc là cho nhận nuôi con nuôi theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay chị Dính và những người thân trong gia đình đang chăm sóc các bé trong thời gian chờ Ủy ban Nhân dân xã Cây Gáo làm các thủ tục để giải quyết sự việc theo quy định của pháp luật. Liên tục trong những ngày qua, Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh triệt phá các lò độ chế xe quy mô lớn hay còn gọi là thay đổi kết cấu của xe. Đây được xem là biện pháp phòng ngừa ngăn chặn nhiều loại tội phạm lợi dụng phương tiện giao thông, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra tiệm sửa xe của anh Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1994 ở địa chỉ 131 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, thì phát hiện 4 thợ sửa xe đang thực hiện các công đoạn lắp ráp, bảo dưỡng, có dấu hiệu độ chế. Ngoài ra, chủ tiệm sửa xe này còn trang bị một phòng cách âm rộng khoảng 10m2 để phục vụ việc kiểm tra tốc độ phương tiện. Trong khi đó, kiểm tra tiệm sửa xe của anh Lê Phước Tú, làm chủ tại số nhà 442 Tây Lạc, An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Tại đây có đến 4 chiếc xe đang tháo dỡ để độ chế và nhiều xe khác đã độ chế thay đổi kết cấu xe để ở trong tiệm. Em nhận được yêu cầu của khách hàng là thay mâm gấp hay là vỏ không tốt, không đúng chất lượng của nhà sản xuất. Thì là mình đi thì nó rất là nguy hiểm cho khách hàng. Đó, thì em nhận ra vụ việc này thì
em thấy nó không tốt và không an toàn cho những khách hàng đó, thì em sẽ quyết định là không có làm theo nhu cầu của khách hàng như vậy, không đúng như vậy nữa. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, chỉ trong một tháng, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện, thành phố đã kiểm tra, phát hiện 4 cơ sở độ xe quy mô lớn. Qua xác minh ban đầu thì đa phần xe gửi đến các cơ sở để sửa chữa, thay đổi kết cấu, chủ yếu của các đối tượng đang lứa tuổi thanh thiếu niên từ nhiều tỉnh thành khác nhau, đưa về các lò độ chế để thay đổi kết cấu xe. Tuổi trẻ mà hiện giờ là đang sử dụng cái loại phương tiện này để đua xe là một. Thứ hai nữa là lợi dụng cái phương tiện này để mà hoạt động phạm tội như là cướp, giật. Thứ ba nữa là để thể hiện được cái bản chất của tuổi trẻ. Đấy là cái nguy cơ mà tiềm ẩn tai nạn giao thông với lại tiềm ẩn của tội phạm mà cướp giật đang hiện giờ đang tham gia giao thông mà hoạt động phạm tội trên các tuyến giao thông. Cho nên chúng tôi cương quyết và xử lý triệt để những cơ sở này nhằm để mục đích là hạn chế đến mức thấp nhất về các loại tội phạm mà lợi dụng phương tiện giao thông hoạt động phạm tội. Bên cạnh tập trung triệt phá các tụ điểm cơ sở độ chế xe cũng như kiên quyết xử lý các đối tượng độ xe trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân, nhất là các bậc phụ huynh cần có trách nhiệm quản lý con em mình trong việc mua bán, sửa chữa các loại xe mô tô. Trong đó cần chú ý việc mua và sửa chữa xe phải đến các cơ sở đại lý chính hãng có uy tín, tránh trường hợp các cháu tự đưa phương tiện đến các cơ sở độ chế xe với mục đích thay đổi kết cấu để đua đòi, đua xe, thậm chí là để thực hiện các vụ việc phạm pháp từ phương tiện này. Online cùng DNRTV trưa nay sẽ tiếp tục với các thông tin cập nhật về đời sống. Hôm qua, không gian trưng bày sách, văn học công nhân và những tác phẩm được giải của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam 1953-2023 đã được khai mạc tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Triển lãm diễn ra từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến ngày 5 tháng 1 năm 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động có ý nghĩa với công đoàn và công nhân Việt Nam. Sáng nay, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh tổ chức trao tặng 2 căn nhà tình thương cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau thời gian thi công, đến nay 2 căn nhà đã hoàn thành để trao cho hộ bà Vũ Thị Hồng tại tổ 7, khu phố 1 với diện tích 27,2 m² và hộ ông Trung Văn Toàn tại tổ 5, khu phố 2 với diện tích 32 m². Tổng kinh phí xây dựng 2 căn nhà là 160 triệu đồng, nguồn hỗ trợ từ đơn vị tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sửa số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai. Dịp này, chính quyền địa phương và mạnh thường quân trên địa bàn đã trao tặng các phần quà chung vui cùng gia đình. Thưa quý vị, tại tỉnh Lai Châu, xác định rừng và đất rừng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tập trung thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ đó giúp người dân huyện Than Uyên tạo sinh kế, có thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Xã Pha Mu là xã có diện tích rừng lớn nhất của huyện Than Uyên với hơn 5.700 hectare rừng, trong đó có gần 1.000 hectare rừng phòng hộ. Công tác quản lý bảo vệ rừng luôn được chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhờ việc quản lý bảo vệ tốt rừng, bà con nhân dân xã mỗi năm được hưởng hơn 5,4 tỷ đồng từ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đây là nguồn kinh phí lớn giúp người dân có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, giúp người dân có ý thức trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ rừng, đặc biệt góp phần đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã. Hàng năm thì gia đình tôi được nhận 29 triệu tiền dịch vụ môi trường và bà con xóa đói giảm nghèo và giúp rất nhiều phần trong cuộc sống ạ. Mức chi trả môi trường rừng khá lớn, hơn 5 tỷ 400 triệu đồng. Và đây là cái nguồn thu nhập mà hết sức có nghĩa đối với người dân, giúp cho người dân là tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và đặc biệt là cũng giúp cho người dân nâng cao ý thức trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ rừng. Đồng thời, đây cũng là một trong những nội dung quan trọng giúp cho xã Pha Mu đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tiếp theo. Là huyện cửa ngõ của tỉnh Lai Châu, Than Uyên với địa hình đồi núi rộng tạo điều kiện trong việc phát triển kinh tế đồi rừng. Toàn huyện có gần 30.000 hectare rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên trên 27.400 hectare, diện tích còn lại là rừng trồng. Nhằm bảo vệ tốt những cánh rừng,
Nhiều năm qua, huyện Than Uyên thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ phát triển rừng thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Đưa nội dung bảo vệ rừng vào hương ước, quy ước của thôn bản, tổ dân phố, khu dân cư, tổ chức cho người dân, chủ rừng ký cam kết bảo vệ rừng. Nên là thường xuyên tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo cho công tác quản lý bảo vệ rừng. Thứ hai là chỉ đạo kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở, tuyên truyền đến bà con nhân dân các văn bản luật hướng dẫn và các bản hướng dẫn dân luật. Thứ ba nữa là chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp cùng với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện sớm để xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh công tác bảo vệ rừng, huyện Than Uyên còn quan tâm trồng rừng sản xuất gắn lợi ích kinh tế với nâng độ che phủ rừng, giúp dân gắn bó với rừng. Các loại cây trồng này không chỉ đem lại thu nhập cao, mà khi rừng tốt, bà con còn được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, góp phần nâng cao thu nhập. Năm 2023, toàn huyện Than Uyên trồng 100 hectare cây quế, cây gỗ lớn. Giai đoạn 2021-2023, huyện chi trả trên 35 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân. Riêng năm 2023, số tiền được chi trả theo kế hoạch trên 10,4 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý khán giả có thể gửi mail về cho chương trình tại địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Minh Tâm và Anh Phương cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.